Hello các bạn nhé, chào mừng các bạn đã đến với Sáu Mươi Cơ. Ở buổi chiều rồi các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục đi bắt ong các bạn nhé. Đấy mình bắt được một tổ chân vàng siêu khủng rồi. Đây này, tổ này là khoảng độ 6-7 cân. Đây, to hơn dưới 7 xe máy các bạn. Còn hiện tại là bây giờ cái tổ này thì mình thấy có bác nào trèo rồi nhưng mà bỏ cuộc các bạn. Đây, các bạn có thể thấy cái cây này. Cây này thì hai người ôm các bạn. Cây này này. Còn mình thấy bác này từ cây này lên này, đeo guốc đàng hoàng các bạn nhé. Đây này, những cái vết này là guốc các bạn nhé. Đây này, guốc một đinh các bạn. Đấy, đến tít trên này rồi các bạn. Cái tổ ong thì bác này chắc không dám sang cái nhánh bên kia. Cái tổ này thì không tiếp cận được cái tổ ong các bạn, nên phải chặt cái nhánh thôi. Có cái nhánh tay mình đang chỉ vươn xuống dưới kia các bạn ạ. Tổ ong siêu to khổng lồ luôn, cũng là chân vàng các bạn. Nhưng mà tổ này thì không tiếp cận được các bạn, không tiếp cận được. Ở bắc này nó trèo đến cái khúc kia này, bắc đấy chắc nghĩ chắc không lấy được, bắc đấy bỏ cuộc các bạn. Giờ mình đang tính xem là mình sẽ cầm dây lên từ cái cây bé này buộc sang cái cây to, mình sẽ lên xem có lấy được hay không các bạn ấy. Hôm nay mình không có cầm dây bảo hiểm ra các bạn. Cây này không dễ ăn quá. Lên thì chắc lên được nhưng mà không tiếp cận được tổ ong thôi. Mình buộc cái cây này kéo sang đây. Nếu trường hợp mình xuống thì khả năng mình sẽ từ cái cây bé này xuống ạ. Cây rất là to luôn, chưa một nửa bạn nhé. Mình đang buộc cả này thì nó xuống được khẩn thôi. Dây quá ngắn các bạn.
thích này mà. Trèo thì đúng là trèo được nhưng mà tiếp cận của ông là không tiếp cận được đâu. Bác này ở dưới kia cũng đã bỏ cuộc rồi. À, chuột. Đây cái nhánh này các bác. Nhánh này này. Vươn sang bên kia các bác. Điên điếu. Quạt hết pin nữa bạn ơi. Hết pin hay là thế nào nhỉ? Quay nhỉ? Hay là hết pin rồi? Cái này nó nóng sao mà pin được? Ôi. Chỗ này nhìn đến đây đâu, nhìn đến này.
cái điện này các bạn ơi. Điện nóng. Mở kính các bạn. Đi hết rồi các bạn. Ôi mình khó lên mình chặt xem coi. Quạt xuống xem các bạn nhé. Chờ mình. Kính mở nóng quá. Mình có thể mở nước. Gốc rồi bạn. Nhưng mà nghe cái tiếng nát hay sao rồi. Nghe cái tiếng nát rồi. Tìm hết cái nóng. Mở hết kính. Đầu xuống rồi. Dây này xuống cho nó nhanh. Cái dây này vẫn là mình chặt đoạn trên. Cái dây này. Ôi, mệt. Mình sẽ cái dây này xuống cho nó nhanh nhanh các bạn. Nhìn thấy đường lắm. Nhìn cái pin của mình hết. Đoạn không quay. Mở hết kính. À. Đến cái cây này. Ui. Cây này thì khả năng mình từ cây này xuống được ạ. Cái này mình buộc nó ra đấy. Bắt này bỏ thì phải thôi. Mình treo cây mình không không cua một ai. Mình cái tổ này mình còn gần bỏ nữa. Mình mệt lắm. Chết chết rồi. Ừ.
nghỉ một chút được các bạn. Mình lấy cái quạt này quạt tạm thời đó các bạn, không bay ở trên trời đâu. Mình bắt đầu đi xem các bạn. Chỗ này nát hết rồi các bạn ơi. Mình để cái quạt vào bên trong thì nó cũng không thổi cho các bạn. Nát hết rồi. Cái tắt lại nhẹ rồi các bạn. Nát hết rồi còn gì nữa. Đây các bạn ơi, mình đã nghe cái tiếng nát rồi. Còn nhiều. Ừ. Nát nhưng mà chắc là nó còn dùng được các bạn. Mình cần lấy cho các bạn. Ôi. Tính mà không thấy cái gì đó. Nó cần. Đẹp đúng không các bạn? Ui rồi. Cái cành ngang cái chỗ này bị móp một tí các bạn. Ui đẹp đúng không các bạn? Để các bạn ơi. Đẩy đúng các bạn nhé. May mà không nát thế các bạn. Mình không thấy đường luôn các bạn. Chỗ này mà không nát là hàng khủng luôn các bạn. Kiểu gì không cần được thường 3 cân các bạn. Để chỗ nào không? Sập ở đây. May mà không nát hết. Nó còn khó mà mình không thấy được các bạn. Mở kính nó rất là khó nhìn luôn. May mắn. Nếu con đường như này thì là may mắn các bạn. Đấy, cái cảnh đó đèo vào chỗ này này. Móp cái chỗ này thôi. Còn ngoài ra thì vẫn còn nguyên các bạn. Chưa. Mới vớ mấy cái miếng nhỏ ra thôi. Ừ, được các bạn. Hôm nay 2 ngày 3 ngày mình không sạc pin, hết pin. Kể tí nữa không biết là còn gặp tổ nào còn có sức lên hay không. Miếng này các bạn, rất mẩy các bạn ăn đây này. Củ này bắt chắc thang là nhiều bắt bỏ. Được các bạn. Mình đi ra đó các bạn nhé. Rất là nóng rồi. Ôi, hết sức rồi các bạn ơi. May mà cũng không nát thế các bạn. Nhưng mà không bằng cái tổ siêu khủng này các bạn.
Củ này thì tầm 3 cân vậy thôi. Đấy các bạn. Nói chung là vẫn còn được các bạn. Mẩy trắng luôn này. Ôi dồi ôi, đây này, nhộng nhe này. Ở cái củ này là bít hết rồi. Pin của mình hết điện này. Cái áo bảo hộ này thì mở kính nha các bạn. Lúc là mình định xuống rồi, mình đã cố lên rồi, mình phải chặt xuống thôi. Mình xuống cái này thì mình có quạt này các bạn. Quạt này nhưng mà để vào trong cái áo bảo hộ ấy thì nó lại không thông, ở ngoài nó không hút được gió ấy, thì nó lại không ăn thua các bạn. Thì không biết là mình còn bắt được nữa hay không. Không có quạt này các bạn. Ong ở dưới đất thì vẫn còn bắt được, nhưng mà ở cây cao thì chắc khả năng là không còn sức trèo rồi các bạn. Hiện tại mình đã được 2 tổ rồi các bạn. Và mình sẽ xuống như này các bạn nhé. Tiếp tục một tổ các bạn. Đây thêm một tổ cao nữa các bạn ơi. Này tiếp tục không tiếp cận được cái tổ ong. Tổ này thì mình lại tiếp tục chặt cành các bạn nhé. Ở dưới gốc thì lại có người đắp cái hốc để ong mật các bạn. Mà cây này rất là cao các bạn. Lên thì mình chặt cái cành xuống rồi. Mình không có quạt. Mình lên cái này không biết là có lên được hay không. Mà chắc là mình phải dùng guốc thôi các bạn. Ôi. Hôm nay thì quạt thì không có, mà bây giờ cứ gặp tổ nào là như thế này là hỏng rồi các bạn. Giờ mình sẽ bắt cái tổ này là mình đi về các bạn nhé. Trong thì không có tác dụng đâu, vì không có gió từ bên ngoài vào. Cái tổ ong khủng thế này á, chặt tường nó lát quá. Mình sẽ tháo cái đôi guốc đi đấy các bạn. Chúng mình xuống tụt xuống được. Kính này mình đang mở không thấy. Mình thấy gì thì mình tụt xuống các bạn.
Tiết rồi. Mà gì nữa đâu. Nát đúng khỏe. Cái một quần ở đâu nhỉ? Đúng rồi, mình không nhìn được thấy nữa. Khủng luôn các bạn. Để các bạn ơi. Khủng chưa? Nào mấy tội lần. Ôi. Nó rơi khoảng độ 2-3 miếng đi nhờ các bạn. À đấy. Đấy các bạn. Ôi. Nát một phần đi các bạn ơi. Biết để đâu rồi. Biết rơi đâu rồi. Mờ quá là không thấy cái gì luôn. Không có quạt hôm nay thì thực sự là bắt cái ong này. Nán nhượng đi à. Ồ đây. Nán. Nán nhiều đi các bạn. Mày không có ăn đấy. Đây là mày trắng như cái đồ mày thật. Cái công việc bằng này các bạn. Nên mình chặt hai thủ rất là may mắn các bạn ơi. Nhà hàng khủng lũ mày đấy. Mày bên trong các bạn. Ra mình này để trong này thôi. Đây. Rớt được mặt. Ủa nặng này á. Ủa. Ủa sao mà nặng thế nhỉ. Như kỳ cá luôn các bạn. Rồi ôi. Để nó hàng khủng rồi con ơi. Đây các bạn. Miếng này nó sẽ để trên này. Nó sẽ là như vậy các bạn. Đấy. Mày trắng luôn các bạn. Mày đỏ thế nhỉ. Chặt đi. Mình lấy kiểu như thế này. Cái này sao lạnh nhỉ? Mình không lên được cái chỗ này. Mà mình kia đi rơi đi rồi các bạn. Rơi đi mình không biết. Không biết đường tìm à. Ôi mình lấy trong này đó. Ô nặng thế. Hôm nay mình hết túi rồi các bạn nhé. Để tí bóng thôi. Không thấy đường. Nên sao đấy.
hết pin vào lúc này. Cái quạt bên trong kia là mình treo cổ kia là then cua đó. Ở ngoài thì được thôi, còn bây giờ đây là trong đấy kín thì là vẫn không có, không có gió đâu. Nó hoang thủ đó. Hôm nay được nè. Hôm nay đủ đánh rồi đó. Thì mình dùng máy đi ra đó các bạn nhé. Mình về đến hai tổ này rồi các bạn. Đây hai tổ là đường một gánh rồi các bạn nhé. Toàn là hàng khủng thôi. Có cái tổ này khủng nhất này. Mình vừa đánh xong cái tổ này này. Cũng là khủng các bạn. Đây có cái tổ này khủng nhất này. Cũng là bầu trời hết. Chân vàng các bạn. Bây giờ mình sẽ buộc cái tổ này. Là đủ một gánh. Đủ gánh luôn rồi các bạn. Hôm nay mình đánh 3 tổ ong. Mệt thì như thế này thì là đủ mình gánh rồi. Còn bây giờ mình sẽ đi về đấy các bạn. Video này mình sẽ xin phép dừng tại đây các bạn nha. Buổi tối chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Các bạn xem video thấy hay nhớ cho mình xin một lượt đăng ký kênh các bạn nhé, để ủng hộ mình làm những cái video hay hơn cho tất cả các bạn xem. Cảm ơn các bạn. Bye bye.